Chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 40% thưa quý vị. Đây là tỷ lệ số cửa hàng kinh doanh trực tuyến không tăng trưởng và có kết quả kinh doanh kém hơn năm 2014 theo khảo sát của BizWeb. Đại diện BizWeb lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các chủ cửa hàng vẫn chưa mạnh dạn đầu tư ngân sách tiếp thị trong bối cảnh thị trường kinh doanh trực tuyến đang rất cạnh tranh. Và có đến 15% cửa hàng được khảo sát là không có hoạt động tiếp thị nào trong năm qua. Và các cửa hàng trực tuyến chỉ sử dụng các kênh bán hàng có sẵn như là website, mạng xã hội, sàn giao dịch, diễn đàn hay là giao vặt v.v. Trong đó thì hai kênh chủ yếu là website và Facebook. Ngoài ra Zalo cũng là một kênh kinh doanh được 64% các cửa hàng sử dụng. Hơn 1/3 trong số này đánh giá bán hàng trên Zalo tốt hơn trên các diễn đàn và các trang giao vặt. Khảo sát của BizWeb cũng cho thấy là ở các phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hình thức kinh doanh trực tuyến chỉ mới dừng lại ở bước chọn hàng. Còn khâu thanh toán vẫn chủ yếu là giao hàng mới nhận tiền và chuyển khoản ngân hàng. Còn thanh toán trực tuyến thì chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp.